Thì có một số bạn sinh viên hỏi thầy cái câu hỏi. Tôi nhớ như cái câu hỏi này đó là trong cái đề thi mấy năm trước hay gì đó, thì một công ty cần sản xuất 3 sản phẩm với sản lượng là Q1, Q2, Q3. Hàm tổng chi phí sản xuất cho 3 cái sản phẩm nói trên là TC nó bằng là Q1 bình phương cộng 4 Q2 bình phương cộng 2 Q3 bình phương, và giá bán các cái sản phẩm lần lượt là B1, B2, B1 bằng 2, B2 bằng 1 và B3 bằng 3. Với vốn đầu tư là hết 35 USD thì hỏi nhà sản xuất nên điều chỉnh sản lượng mỗi sản phẩm ở mức nào để tổng doanh thu là lớn nhất. Thì cái bài này đó là nó thuộc cái dạng là cái bài toán dạng cực trị có điều kiện của hàm ba biến. Thì trước tiên đó là điều kiện chúng ta là để tìm tìm tổng doanh thu, tìm tổng doanh thu lớn nhất, thì tìm điều kiện của sản lượng, thì tìm cái sản lượng mỗi sản phẩm đó để tổng doanh thu là lớn nhất. Đấy, nhưng mà cái hàm tổng chi phí là như thế này, và do mình đầu tư là hết 35 USD cho nên tổng chi phí nó phải bằng 35 USD. Đấy, như vậy thì ở đây mình lập hàm doanh thu. Thì cái hàm doanh thu đơn giản đó là nó hàm doanh thu đơn giản nó chỉ là như thế này thôi, tức là nó là 2 2 Q1 cộng Q2 cộng 3 3 Q3. Nhưng mà cái điều kiện là cái hàm chi phí này đó là nó phải bằng 35, chi phí này 35 này. Mà mình tìm với cái điều kiện mà cái chi phí này bằng 35 á thì ta tìm cái doanh thu cực đại. Nó hay nói đúng hơn là chúng ta tìm cái Q1, Q2, Q3 để doanh thu cực đại. Thì cái chỗ này đó là các em xem lại cái cực trị có điều kiện của hàm ba biến ha. Thì cái phần cực trị có điều kiện của hàm ba biến đó là cái hàm ba biến như thế này, và điều kiện là cái hàm g x y z nó bằng b, hàm g x y z bằng b. Thì mình lập hàm Lagrange ra. Bước thứ nhất là lập hàm Lagrange nè. Hàm Lagrange thì nó là bốn biến x y z và lambda đó. Thì cái lambda thì nó là một cái biến đặc biệt mình gọi là nhân tử Lagrange đó. Đó, hàm f là cộng là lambda nhân cho cái b trừ cho hàm g này. Rồi, bước hai là mình giải cái hệ phương trình này, tức là đạo hàm theo ẩn x, đạo hàm theo ẩn y, đạo hàm theo ẩn z ha, đạo hàm theo ẩn lambda. Đạo hàm theo ẩn lambda chính là cái điều kiện của mình luôn đó. Thì giả sử cái hệ này nó có nghiệm này, thì bây giờ là mình gọi là điểm dừng là có tọa độ x0, y0, z0 và ứng với cái số lambda 0 này. Bước thứ ba đó thì chúng ta sẽ tính các cái số này, chẳng hạn như g1, g2, g3 đó, l11, l22, l33 vân vân. Đó, tại cái điểm dừng này ha, và mình tính cái H2 với H1, H2 với H3, H2 là như thế này và H3 như thế này. Nếu như cái H2 mà nó dương và H3 nó âm thì điểm này là điểm cực đại với cái điều kiện hàm G nó bằng B như thế này, hàm G nó bằng B như thế này. Đó, thì em xem là lý thuyết cái phần lý thuyết này thầy gửi lên group Zalo không? Rồi bây giờ đảo lại cái bài này á, thì cái hàm Lagrange của mình là như thế này. Hàm lên thế này, và mình giải cái hệ phương trình là L đạo hàm theo biến Q1, Q2, Q3 mình cho bằng không, và L phẩy theo biến lambda bằng không, thấy không? Đó thì rồi mình cho bằng không hết thì mình giải ra. Thật ra giải cái hệ này á thì là mình sẽ thế ba cái phương trình ở trên xuống phương trình ở dưới đi. Phương trình ở dưới là phương trình bậc 2 theo các cái ẩn Q1, Q2, Q3 đúng không? Nhưng mà nếu mà mình dùng ba phương trình trên đó, mình tính cái Q1, Q2, Q3 theo cái lambda đó, mình sẽ thế xuống cái phương trình số 4 này, mình sẽ tìm được cái lambda. Thì ở đây thầy tìm được cái lambda bằng 1 phần 4 với lambda bằng trừ 1 phần 4. Đó, thì chúng ta có thể kiểm tra lại ha. Thì cái phần tính đạo hàm theo biến Q1 này thì đại khái là chỗ này là đạo hàm theo biến Q1 nè. À, thì em sẽ đạo hàm theo biến Q1 thì chỗ này bằng 2 nè. Còn ở trong ngoặc này nếu mà đạo hàm theo biến Q1 thì nó ra là 2Q1. Mà 2Q1 á, thì em nhân với lambda là 2 lambda Q1. Lưu ý ở trước đây có dấu trừ nữa, cho nên ở đây nó sẽ là trừ 2 lambda Q1 phải không?
đó. Thì khi mình giải ra thì mình được hai cái lambda thế này, nhưng mà với lambda bằng 1/4 á thì mình thế vô thì mình sẽ tìm được cái Q1 bằng bằng 4. Q1 bằng 4. Còn cái Q2 á là nó bằng bằng 1/2. Q3 thì nó bằng 3, mình thế vô ba ba phương trình trên đây này. Tức là mình sẽ được cái điểm dừng là này. Tuy nhiên mà với lambda bằng số âm á thì mình ra được cái Q1, Q2, Q3 đều âm hết. Cho nên mình phải loại cái điểm này. Bởi vì cái điểm này nó chỉ cái sản lượng âm cho mình khỏi khỏi cần tính. Đó, đây thì tại cái điểm M mà các cái mức sản lượng nhưng mà dương hết rồi đó thì mình sẽ tính cái G1. G1 nó chính là đạo hàm của cái hàm TC này nè. Đạo hàm của hàm TC này theo biến Q1 nè. Theo biến Q1 em đạo hàm theo biến Q1 thì ra 2Q1. Mà bây giờ đó mình thế Q1 bằng 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 4 vô thì nó ra sẽ 8, cái G1 nó ra bằng 8 nè. Rồi G2 nó chính là đạo hàm của hàm TC mà theo theo biến Q2. À, theo biến đạo hàm theo biến Q2 thì nó ra là hàm theo biến Q2 thì nó ra là 8Q2. 8Q2 mà mình thay Q2 bằng bằng 1/2. 2Q2 bằng Q2 bằng 1/2. 2Q2 bằng 1/2 thì nó ra bao nhiêu? Ra bằng 2 hả? Ra bằng 4 mới đúng chứ. 8Q2 mà Q2 bằng 1/2 thì nó ra bằng 4, chỗ này bằng 4. Chỗ 4 này. Rồi tương tự cái thằng này mà đạo hàm theo biến Q3 đó. Đạo hàm theo biến Q3 thì nó ra là 6Q3. Đâu 4Q3. Không, nó ra 4Q3, 4Q3 mà Q3 bằng 3. Tại điểm dừng là Q3 bằng 3 này. Đó. Q3 bằng 3 thì Q3 bằng 3 thì cái này là 12. Vậy thì cái G3 này nó bằng 12. Đó. Còn cái đạo hàm của cái hàm L này theo biến Q1 hết luôn á. Theo biến đạo hàm theo biến Q1 á thì nó ra là trừ 2 lambda. Nhưng mà lambda 1/4 cho nên nó còn trừ 1/2. Còn đạo hàm theo biến Q2 á thì nó ra là trừ 8 lambda. Nhưng mà lambda mình 1/4 cho nên nó ra trừ 2. Còn đạo hàm theo biến Q3 của nó thì chỗ này đó. Đạo hàm cấp 2 theo biến Q3, tức là mình lấy đạo hàm cấp 1 theo biến Q3 mình đạo hàm theo biến Q3 thêm cái nữa. Thì lúc này á là nó sẽ ra là 4 lambda. Ha, trừ trừ 4 lambda nhưng mà lambda mình bằng 1/4 cho nên là cái số này nó sẽ bằng trừ 1. Trừ 1 ha, trừ 1 đây. Còn cái đạo hàm chéo thì nó bằng không hết rồi. Chẳng hạn như đây là đạo hàm theo biến Q1 nè. Thì nó bằng 2 trừ 2 lambda Q1. Nhưng mà nếu mà đạo hàm cái thằng này lại theo biến Q2 nữa thì nó bằng không. Không. Tương tự các cái đạo hàm chéo khác cũng bằng không. Vậy thì ở đây mình sẽ thế vô đây mình tính. Thì em lưu ý lúc nãy là mình tính thì tính cái G2 nó sai đó. Bây giờ mình tính lại G2 cái này mình thay thay vô bằng 4 nè. Số 4 nè. Số 4. Đó, bây giờ mình tính cái định thức này lại. Định thức này thì trong máy tính thì lưu nó là định thức của ma trận A. Ở đây thầy sửa ma trận A là thôi. Đấy, ma trận A thì nó chỗ này nó là số 4 nè. Đây cũng là số 4 nè. Rồi sau đó mình sẽ bấm định thức ha, định thức của ma trận A là số 3. Để ra 136, chỗ này 136 nè. 136 cũng là số dương ha. Còn cái H3 này thì mình cũng cũng thay đổi chỗ này thôi. Đây là số 4 nè. Mấy cái khác nó giữ nguyên nè. Nó không sao. Bây giờ tôi tính cái định thức H3 rồi lại. H3 này trong máy tính này tôi lưu là cái lưu nó là ma trận B. À, thì cái chỗ này tôi sửa là cái thằng còn sửa thằng số 4 mà. Tôi chỉ chỗ này. À, thì xem bấm AC bấm shift bấm option mũi tên xuống rồi chọn số 2 ha định thức rồi sau đó bấm option tiếp chọn ma trận mình tính định thức kia là ma trận B thì cái này nó là âm 128 ha âm 280 chứ 280 thì đọc nhầm
180. Vì rõ ràng là cái H3 này nó giảm âm, H2 nó dương, cho nên cái điểm này là điểm cực đại. Ha. Mà mình có thể tính cái doanh thu cực đại cho cũng được. Doanh thu cực đại của mình lúc này nó ra gì? Đấy, thì doanh thu cực đại của mình nó sẽ theo công thức này. Nhưng mà cái Q1 của mình đó là nó bằng bằng 4. Vậy là 2 nhân 4 là 8 phải không? 2 nhân 4 là 8 này. Rồi Q2 bằng 1 phần 2. Q2 bằng 1 phần 2. 1 phần 2. Còn cái Q3 thì nó bằng 3, 3 nhân 3 là 9 phải không? Thì cái doanh thu của mình nó sẽ bằng 17,5. Doanh thu cực đại. À, doanh thu cực đại. Là mình ký hiệu là R là doanh thu á, vậy thì R doanh thu nghĩa là mắc. Doanh thu lại là 10 17,5. Đó thì trên đây là thầy hướng giải cho các em mấy cái câu hỏi mà một số bạn hỏi đó. À, đó. Quá trình làm này là cực kỳ có điều kiện hàm ba biến rồi.